Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Sau đây là gốc tích của Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xứ qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Thưa anh chị em, một thần học gia Frederick Buchner, khi nói về sinh nhật của Chúa Giêsu, ông diễn tả như thế này: Sinh nhật của Chúa Giêsu không chỉ là cho chúng ta một cách hiểu mới về cuộc sống này, nhưng là cho chúng ta một cách sống mới, một lối sống mới. Dựa vào đâu chúng ta có thể nói được điều đó? Sau đây là gốc tích của Đức Giêsu Kitô, tin mừng chúng ta vừa đọc. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Khuôn mặt của Đức Maria xuất hiện được gọi là mẹ của Đức Kitô, mẹ người. Nói một cách khác, ngôi hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người, và giờ đây Thiên Chúa có một người mẹ. Một câu hỏi, một cách thần học, anh chị em, đôi lúc chúng ta cũng có thể suy tư và đặt cho nhau rằng: Thiên Chúa nhận cái nhân tính từ đâu? Cái nhân tính mà giống như chúng ta với trọn vẹn xác hồn này này. Thiên Chúa ngôi hai đó nhận nhân tính đó từ đâu? Thưa, từ Đức Maria. Cho nên Đức Maria đã trao cho ngôi hai Thiên Chúa, con Thiên Chúa, đấng là Thiên Chúa thật đó, một nhân tính trọn vẹn giống như chúng ta, trọn vẹn xác hồn. Cho nên có thể nói rằng Thiên Chúa có một người mẹ, và là một người mẹ trần gian. Nhưng mà đọc tiếp, anh chị em lại thấy một cái câu là thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Chúng ta thấy rằng Thiên Chúa đã yêu con người, và tình yêu đó diễn tả một cách cụ thể nơi Đức Maria. Ngài yêu mẹ và Ngài đổ tràn đầy tình yêu Thánh Thần vào trong mẹ. Tình yêu của Thiên Chúa được đổ tràn đầy vào trong tâm hồn mẹ, và mẹ đã mở ra đón nhận, và tình yêu của Thiên Chúa đã gặp gỡ được tình yêu của mẹ, tình yêu của con người. Và hai tình yêu đó là một, hoàn hảo, và sinh hóa trái của tình yêu là con lòng bà gồm phúc là Đức Giêsu Kitô. Cho nên Đức Giêsu Kitô, Ngài xuống thế làm người, Ngài trở thành con của loài người do bởi quyền năng tình yêu Thánh Thần của Thiên Chúa Cha. Nói một cách khác, theo ngôn ngữ của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 của chúng ta, Ngài nói rất mạnh, nhưng mà cũng có thể nói là rất hay, khi mà bảo rằng Thiên Chúa và con người giờ đây có chung một đứa con. Đức Giêsu Kitô là đứa con chung của Thiên Chúa và loài người, cho nên Ngài được gọi là con của Thiên Chúa, Son of God, và Ngài cũng là con của loài người, Son of Man. Đọc tiếp, chúng ta lại thấy gì? Khuôn mặt của Thánh Cả Giuse xuất hiện. Ngài xuất hiện như là một người lãnh nhận cái quyền làm cha trần gian từ Thiên Chúa Cha. Cho nên ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Thánh Cả Giuse, một khuôn mặt công chính, được mời gọi lãnh nhận cái quyền làm cha mà Thiên Chúa Cha trao cho Ngài, để Ngài chăm sóc Đức Giêsu Kitô
Ngài lãnh nhận cái quyền đó, Ngài tham dự vào sứ mạng của Đức Giêsu Kitô. Ngài là người đầu tiên đặt tên cho con Thiên Chúa và con của loài người là Giêsu, có nghĩa là Đức Chúa cứu độ, có nghĩa là Thiên Chúa đang ở cùng chúng ta. Cho nên trong cái câu chuyện của bài tin mừng mà chúng ta vừa mới nghe, anh chị em thấy Thiên Chúa và con người đi vào trong cuộc sống của nhau, nên một với nhau. Thiên Chúa và con người bây giờ có chung một đứa con của Thiên Chúa, con của loài người. Thiên Chúa và con người cùng thực thi một công trình vĩ đại là cứu cả thế gian này, là nâng cả thế gian này lên và đưa vào trong vinh quang, vào sự sống đời đời. Và khuôn mặt của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Giuse đại diện cho cả nhân loại này, một khuôn mặt của những kẻ tin, của những người công chính, của những người hoàn toàn vâng phục Thiên Chúa. Cho nên sinh nhật của Chúa Giêsu Kitô không chỉ là cho chúng ta một cách hiểu mới về cuộc sống này. Đó là gì? Đó là một cuộc sống mà chúng ta thấy không chỉ đơn thuần chúng ta là những con người biết yêu thương nhau. Nhưng mà ở đây có một cái ý nghĩa khác là Thiên Chúa yêu con người, và kìa, con người cũng yêu Thiên Chúa nữa. Và tình yêu sinh hoa trái. Nhưng mà cái cách hiểu mới đó không có đủ mà còn cho chúng ta một cách sống mới nữa, một lối sống mới nữa. Bởi vì sao? Có một ngôi vị tình yêu Thiên Chúa và con người đang sống ở giữa chúng ta. Ngài là tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, Ngài là tình yêu của con người dành cho Thiên Chúa. Và cái tình yêu đó có thể thấy được, có thể đụng chạm được. Một tình yêu cụ thể, một tình yêu là một ngôi vị, một tình yêu có tên gọi là Giêsu Kitô. Và Ngài trở thành một tình yêu đang sống, một tình yêu nhập thể, mở ra một phong cách mới, một lối sống mới. Cho nên chúng ta có thể nói rằng yêu như Giêsu, sống như Giêsu, chết như Giêsu, sống lại như Giêsu và tiếp tục đang sống, sống viên và mãn và dồi dào như Giêsu vậy. Và đó là đời sống đức tin của chúng ta. Cho nên mừng Giáng sinh năm nay, chúng ta có thể tóm gọn cuộc đời của chúng ta trong một phong cách mới, một lối sống mới. Anh chị em và tôi không còn phải lăng tăng chạy đến chạy lui và suy nghĩ xem mình phải sống như thế nào, phải làm gì để đẹp lòng Chúa, phải làm gì cho anh chị em của mình. Chúng ta có một phong cách sống mới có tên gọi là Giêsu Kitô, tình yêu nhập thể. Hãy sống như Giêsu, yêu như Giêsu, chết như Giêsu, để rồi sẽ được sống lại như Giêsu và sống viên mãn dồi dào như Giêsu. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.